cho mắt nài. Em thơ ngây bước đi trên con đường về, một nụ hồng một nụ hồng tới chốn nài. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tim, mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Tìm một người ngồi mãi thân thơ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai, 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 ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những bông ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng xin cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Hey, oh. Wow, quá vui quá sôi động, đó là bài Mắt Này Cha 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 mà các bạn đã mang đến. Nhưng mà anh ngạc nhiên chút xíu hỏi thăm Lâm. Dạ. Hồi nãy lúc mà Phát với lại Sang đang hát á, thì cái nhóm Tam Ca Bè bên đây nè hát cái bài gì đệm theo cái gì mà nghe gì tội quá vậy? Không anh, chi qua qua. Chi qua qua. Không có, nãy mới ăn xài nói chua quá chua quá. À vậy hả? Ôi tự nhiên không biết, tự nhiên biết ba đứa đứng làm gì mà nghe cái gì tội quá chua quá chi qua qua đủ thứ, lát bè phụ quả theo đó đó hả? Dạ. Ờ, mới mốt bớt bè lại nha. Trời, em phải không bè chứ, em phải chính kỳ lắm anh. Dạ, vậy là em hay, biết người biết ta. Chào đón quý vị khán giả, chúng ta đã quay trở lại với Đêm Tiệc Cùng Sao. Và đây là thử thách thứ hai mà chủ nhà Đại Nghĩa dành cho những người bạn của mình đây. Trò chơi này có tên là mò chữ đoán từ. Có nghĩa là các em sẽ phải đeo những cái mắt kiến giống như các em đang đeo. Đó, sẽ không nhìn thấy gì cả. Và sau đó sẽ có bốn em gái của anh ra sẽ trao cho các bạn những cái chữ cái. Và các bạn hãy chú ý lắng nghe cái gợi ý của anh. Khi anh đọc một cái gợi ý thì các bạn hãy cho biết rằng đó là cái từ gì. Nói lên được cái đáp án cái đã là từ gì. Sau đó các bạn sẽ phải tự tìm cái chữ cái nào cho thích hợp, trao đổi vị trí cho nhau để cho đúng cái từ trong cái đáp án đó. Và một từ các bạn sắp xếp đúng như vậy thì chúng ta sẽ có cho mình được một điểm trong khoảng thời gian 90 giây. Nếu như đội nào sắp xếp đúng được 9 từ thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được thêm 5 điểm thưởng nữa. Nếu như hai đội đều sắp xếp trước 90 giây thì lúc đó chúng ta sẽ xét coi là đội nào có cái thời gian nó ít hơn, mình sẽ trao điểm thưởng cho đội đó nha. Và bây giờ thì hai đội hồi nãy là điểm số bằng nhau đúng không? Nhưng mà ở trò chơi đầu tiên thì đội của Phát đã chơi trước rồi, cho nên bây giờ anh sẽ mời đội của Trâm chơi trước nha. Đó. Nào, bốn em gái của anh ra chào bàn nè. Ủa lộn, ra chào khách em ơi. Anh ơi. Trời ơi, cái này là bốn em gái luôn. Rồi, bây giờ mời các em đeo mắt kiến vào đi nè. Yeah, mũi em cao em thấy nè. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Đưa chữ cái cho các anh chị đi nào các em. Chuẩn bị. Gợi ý đầu tiên, hành động ngược lại với ngồi. 90 giây bắt đầu. Đứng, đứng. Đơ, chứ còn chưa đơ. Đi nào nè. Đơ, đơ, đơ. Đây, nào đây. Đơ, đây, đây. Rồi, rồi, xong. Chính xác. Thứ hai, trái nghĩa với mềm là gì? Cứng. Cứng. Em nè, em nè. Ừ, nè. Rồi. Trời ơi, rớt cái đó. Mò đi Lâm, mò đi Lâm. Đó, đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Chính xác. Thứ ba, khi khác chúng ta thường uống gì? Nước. Rồi, còn chưa đưa nè. Cờ, cờ, cờ. Cờ, cờ, đây nè. Ừ, đó, ừ. Chính xác. Tôi vợ chồng gắn bó thắm thiết bên nhau lâu dài được ví như đôi uyên gì? Go 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 đây go 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 đây. Ừ đâu? Đổi lại đi em, đổi nhanh lên, đổi nhanh lên, đưa cái chữ ư cho anh chị. Ừ. Ừ đây, ừ đây. Ừ đâu? Ừ rồi. Ở đây, ở đây. Rồi. Đúng. Tiếp. Con giáp thứ 5 trong 12 con giáp của người Việt là con gì? Con thần. Con thần, con rồng. Con thần. Rồng, rồng, rồng. Con rồng. Gơ này, gơ này. Rồng, 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 rồng. Anh ơi, gơ. Chính xác. Belly dance là tên gọi của bộ môn múa gì? Cái gì? Belly dance là tên gọi của bộ môn múa gì? Belly dance hả? Ờ.
Bộ rồi. Chính xác, nhanh. Năm roi là tên của một loại trái cây nào? Đây. Đúng. Chúng ta thường chải tóc bằng gì? Lông. Và từ còn thiếu trong thành ngữ cá chậu chim gì? Hết giờ. Các bạn đúng đó, nhưng mà tiếc quá chúng ta làm hơi chậm cho nên là không đủ thời gian. Và các bạn đã sắp xếp được 8 từ, mang về cho mình 8 điểm. Đến lượt chơi của đội anh Tuấn, các bạn đem ý kiến vào hết. Và các em trao chữ cái cho các bạn đây nào. Chuẩn bị nhá. Người ta thường nuôi con trai để lấy gì? 90 giây bắt đầu. Chữ G. Con giáp thứ 7 trong 12 con giáp của người Việt là con gì? Tỷ Sửu Dần Mèo Thìn Tỵ Ngọ Ngựa. Chữ N nè. Chữ G. Đúng. Để thư giãn chúng ta thường nghe gì? Nghe nhạc. Chữ A nè. N luôn rồi. Tiếp. Theo truyền cổ tích, trên cung trăng có chị gì? Chữ N. Loại rau gia vị nào thường đi chung với ngò? Hành. Chữ H nè. N. Sai rồi, chữ H là em nè. Chữ H đưa về làm sao? Người ta thường nói ti hí mắt gì? L nè. Chữ G. Nơi nào trong nhà thường dùng để trồng hoa? Trời, hết giờ rồi. Cái nhà này đánh dần không được nè, đánh dần không có trôi chữ nè. Nó đã về mà ồn nữa, không ai nghe ai hết trơn trọi đó. Mạnh nào nói nè. Chữ hành mà bà cầm chữ H ngay giữa mà bà cứ cầm hoài đó, bà không phải ở ngoài đây. Anh tự nhiên N nè. Trời, tiếc quá, hồi nhỏ lớp 1 chắc là không, mấy bạn này không có đi học hay sao á, trời ơi. Em lên Facebook đây coi chữ đánh dần đi. Với cái khoảng thời gian là 90 giây, các bạn đã sắp xếp được 6 từ, mang về cho mình 6 điểm. Kết thúc trò chơi thứ hai của đêm nay, đội của anh Tuấn tạm thời là 11 điểm. Hay rồi. Đội của Ngọc Trâm 13 điểm. Bây giờ trước khi đến với trò chơi thứ ba, mời các bạn qua bên quầy, chúng ta uống nước, ăn bánh, ăn trái cây, nghỉ ngơi trong giây lát nha. Xin mời.